Cảm ơn rất nhiều nha. Còn mà nếu mà có gửi về nhà xứ nó rất nhiều nữa. Bây giờ là trường Bắc của các thằng này. Đấy, đấy. Trường Bắc đây. Nè, nói là trường Bắc ngon này, cái ngon về đây làm này. Đưa sát máy coi có người về chút mùi không? Đang đi uống với trường Bắc gái. Câu nói là tôi động muốn ngon. Thằng kia ngồi xuống. Thằng kia ngồi xuống. Ngồi xuống. Nhấn chuyển vào. Bé Tư quay lại. Bé Tư kéo chúng mày ngồi quay. Quay lại. Cho quay lại à. Quay lại. Tự nhiên là chưa. Quay lại. Đang khắc cho mấy đứa. Ừ, thì cho âm đó, thằng ấy, thằng Dũng nha, đó, thằng Trúc Âm, ờ. Trúc Âm, Trúc Âm, còn vui hơn nữa là con cũng xin được phép để giới thiệu người mà chúng ta vui nhất, tức là anh quý của gia đình ông bà chủ Vũ. Hôm nay ông bà chủ Vũ vui mừng vì được người con đã trở về thăm cha mẹ rất đẹp, thì hôm nay quý cũng có chút lời đến cha xứ và tất cả quý phú thì con cũng chẳng làm, con cũng làm đúng không? Anh phú phú bữa nay trước hết con xin có lời chân thành cảm ơn cha, ông cố cũng như là các bác, các cậu ông mở đã có lòng đến đây chung vui bữa tiệc của hôm nay với chúng gia đình chúng con. Con xin thay mặt tất cả anh em bên Mỹ gửi lời thăm tất cả cha cũng như là tố tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Sau cùng con xin chúc cha tố tất cả bà con trong cuộc trong ngày hôm nay sang năm mới được tất cả mọi sự dồi dào như ý. Tôi còn xin là như ý là sang năm các anh phải về đây nữa. Như ý là hôm nay cậu thấy được chưa? Thế cậu nói được thì như ý thì qua năm phải về làm lại. Cả năm mà có bà cha về thì chắc về. Ai có nên một lần? Hồi nãy con nói đầu tên cũng hơi thiệt hại, bởi vì Phú là đứng đầu và Quý là thứ hai, nhưng mà Quý này đã có gia đình rồi, thành thử anh phải tính chính này. Tôi là Phú, bố mẹ chưa có cái gì hết, gọi thành thử là Phú, còn Quý thì này đã có rồi. Hôm nay là hết là bà giáo Thảo là người đối tượng trong gia đình này để ngồi đây nữa. Thành thử Phú hôm nay phải là linh chính lại. Thì con xin lỗi Phú và con xin lỗi cha. Thế này tất cả quý vị có mặt hôm nay chúng ta thứ cho con giới thiệu hơi nội tên. Nhưng mà mong rằng qua năm thì Phú Quý đều như nhau. Cậu nói gì thêm không? Bây giờ cậu cũng kể lại một câu chuyện bên Mỹ cho mười mấy năm qua cho cha xứ và tất cả mọi quý vị nghe coi làm sao? Thế rồi à? Sao? Sao? Ra mắc cười con gái nó không được rồi. Mấy anh mà kể chuyện làm ăn bên đó mình không hiểu. Giống như là tôi hỏi cái máy may mà máy người kia thì may thế nào, chẳng hiểu thế nào nữa.
máy 1 kim và người ta máy 10 kim. Không hiểu như thế nào máy được 10 kim cùng một lúc. Chứ không phải là mỗi lần 1 kim, mỗi lần 1 kim, mỗi lần kim thì như mình máy 1 kim. Nếu mà không trả là máy vừa lấp nước. Đấy là bên ốp, chuyện bên ốp. Máy nga về mình lấy 7 kim. Thì máy còn 20 kim nữa. Thì bác bây giờ cũng lo may rồi. Mà bây giờ anh chỉ mà con về ông Quảng Triệu đó, anh về anh bảo bên này, anh đâu với người ta đến guitar điện, anh nào cũng mày đi đâu cũng phải lấy thành guitar điện, lấy đó guitar điện là cái như là có cả có ba giờ guitar điện, cái khi đâu mà quán đi năm nay, bây giờ cái dân ta bây giờ cái nước là coi guitar điện, bây giờ không đến Quảng Triệu như bây giờ đó. Người ta nói là ngồi ở nhà mà ta muốn đứng giao hoàng bên đền thánh à, thế thì ai cũng nói là nhà trời nào mà có vô trong quá nên không phải không? Bây giờ ông qua thôi. Ông xong cái điều động đó đi. Thế này điều được. Nói nghề ghê quá hay. Ông bạn này nhân, Trang Nghiêm và thành nghệ nhân là ai? Mình đấy chưa? Tiên Kiều nói chưa? Con ru kia. Con kia cũng hơn. Nó hơn được. Tức đang đứng trên quạt. Đỏ luôn. Con kia có tôi rồi. Đây, đây, không ấy. Gà, gà. Gà, 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 hơn không? Hơn anh Tùng nhiều. Tớ vẫn không tin đỏ. Nói mùa xuân sắp tới. Mặt mà là còn đỏ mặt nữa. Nếu mà mình nói lũ kia là tôi hơn đó. Ông kia thiếu kia. Ăn rồi đây. Mấy ông này nháy nháy hồi ông này ông nói coi là em không? Đối với chê. Ừ, đối với vậy. Đối với chê. Đối với tên lớn rồi. Chị Hùng, chị Bắc, chị Anh, chị Khánh đấy,
cùng tất cả các con ngày hôm nay ra mắt ở nhà là cũng